Em chào các bác. Lâu lắm hôm nay mới giới thiệu được các bác đến một chiếc âm ly mà rất là nhiều anh em muốn xem cái review bên trong của nó. Thì đương nhiên là nhân tiện xem cái nội thất bên trong thì em cũng sẽ phối luôn một bộ cho các bác chơi được luôn. Đấy, một bộ thì con âm ly này là con 8825 mã. Pioneer 8825 mã. Và cặp loa hôm nay em ghép cho các bác thì cũng là một cặp loa của Nhật luôn. Cặp Diatone 38B. Đấy các bác nhá, đây là một cặp loa cũng có thể gọi là cổ, bởi vì nó sản xuất tại Nhật khoảng năm hình như là khoảng năm 80 hay 82 gì đấy, em nhớ không nhầm như vậy. Còn đây là con Pioneer 8825 mã. Dòng 8800 trơn không có hai cái la mã này, thì so với 8800 mắc đôi này thì mắc đôi này nó chạy hai nguồn biến thế độc lập mà các bác có thể nhìn thấy nhé, và chạy 4 tụ lọc, 4 tụ lọc và 8 sò than, nó gần như là khác biệt hoàn toàn so với 8800 trơn. Như 8800 trơn thì các bác nhìn ở đây nó lại là sò sắt và nó chạy 4 con sò sắt, còn đồng chí này đồng chí chạy là 8 con sò than, 4 xanh và 4 đen, các bác có thể thấy trên màn hình đấy. CC còn 7 màu rất là đẹp bởi vì nó là hàng bãi. Mặt phay cũng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, đây công suất của nó. Có các bác hỏi em là bây giờ 150W thì nó đánh được những cái dòng loa gì, thì thực ra nó đa dạng lắm. Nó không căn cứ vào một dòng gì cả. Mà hết con này trở kháng 4 đến 16 ohm. Nó chơi tương đối là được nhiều loa, đa dạng loa. Nếu mà các bác có băn khoăn thì các bác gọi điện thì em sẽ tư vấn cho. Đấy, thì con âm ly này ấy, thì nó sở trường nó là nhập vàng. Sở trường là nhập vàng. Các bác nhìn thấy 4 con tụ lọc. 4 tụ lọc này của nó mỗi tụ tận 10.000 microfarad, tức là dung tụ, tụ dung nó rất là lớn. Thực ra quay cái này để chia sẻ cho các bác những cái thông số, những cái hình ảnh bên trong của sản phẩm. Tuy nhiên đọc những cái này, ví dụ như cái tụ lọc vừa rồi em nói là dung tụ là 10.000 microfarad, các bác hình dung là cái tụ dung nó càng lớn thì nó lọc càng sạch, tiếng nó càng hay, lôi ma là như vậy. Thì trước này so với những chiếc âm ly khác, những có những cái chiếc âm ly nó chỉ khoảng 2 tụ, mỗi tụ 6.000 microfarad thôi, nhưng chiếc này tận 4 tụ và lại sở hữu tận 40.000 microfarad. Bây giờ em sẽ test thử cho các bác nghe cái chất âm của cái bộ dàn mà full của Nhật này, âm ly Nhật điện 100V và loa Nhật Bass 30. Mời các bác cùng đón nghe. Giữa với vườn cầu thề, bàn tay anh đan dịu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa ta áo thướt tha mỹ miều, sao anh không thấy về nơi dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Ghé hỏi có cây không gió than vàng kể từ khi mất quê hương, gió ra khơi đưa người vượt biển, mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay
xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe thác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón.